Đây là một thiên tài bóng đá. Anh ấy xoay compa, đảo chân step over, một chạm mũi chân, tung cú sút vô lê. Người đàn ông đứng ngoài sân liếc qua là biết ngay vấn đề của anh ấy. Thăng bằng không tốt, đầu quá thấp, nhấc chân không đủ cao, nhưng chàng trai đó vẫn cứ là không thể ngăn cản. Người đàn ông đầy kinh ngạc là người tuyển chọn nhân tài bóng đá. Cả đời ông chưa từng thấy ai tài năng như cậu. Trận đấu kết thúc, người tuyển chọn vội vã đi tìm chàng trai. Ông ấy hy vọng anh có thể đến nước Anh để đá bóng. Câu lạc bộ Newcastle United mời cậu đến đá thử. Chàng trai rất vui mừng, nhưng ông bố lại tỏ ra thiếu thiện chí. Ông cho rằng mình là ai? Một cậu nhà quê mà đòi trở thành siêu sao bóng đá ư? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Chàng trai cũng tự thấy như vậy. Cậu ấy tên là Santiago, sinh ra tại một ngôi làng nghèo ở Mexico. Năm 10 tuổi, bố cậu đưa cả nhà vượt biên trong đêm, từ Mexico tới Los Angeles. Trong 10 năm, mỗi ngày Santiago đều bận rộn lao động khắp nơi, chịu đủ mọi khó khăn và sự kỳ thị. Làm công việc rửa bát đã nửa năm rồi, thế nhưng cậu vẫn không được lên nhân viên phục vụ. Chỉ vì cậu là một người Mexico. Bao năm nay, điều duy nhất khiến cậu kiên cường sống tiếp, đó chính là niềm đam mê với trái bóng. Vốn dĩ đây chỉ là một ước mơ, nhưng bây giờ có một người nói với cậu là cậu có cơ hội đá bóng chuyên nghiệp. Cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Ông bố cảm thấy Santiago điên thật rồi. Ông cho rằng trên đời này chỉ có hai loại người. Một loại là sinh ra từ vạch đích, còn loại thứ hai chính là những người như bọn họ. Dù làm gì cũng không thể thay đổi vận mệnh. Chăm chỉ làm việc mới là con đường đúng đắn. Đó là cuộc đời của bố, không phải là của con. Vì sao một người nghèo lại phải nghèo cả đời? Cậu không muốn cam chịu, nhưng không có tiền, Santiago làm gì có thể đến bên kia đại dương. Khác với bố, bà nội tin tưởng ở Santiago. Bà nội dùng hết số tiền tiết kiệm mua cho anh một vé máy bay đến nước Anh, cổ vũ Santiago dũng cảm theo đuổi ước mơ. Không lâu sau, Santiago giấu bố mình, một mình sang bờ bên kia đại dương. Đến Newcastle, người tuyển chọn đưa anh đến sân vận động St. James Park. Anh ấy vốn nghĩ mình có cơ hội ở lại đây. Thế nhưng anh đã tự đánh giá cao bản thân rồi. Trong cơn mưa rào, anh trượt ngã hết lần này đến lần khác, ngay cả quả sút cố định cũng bị ngã. Màn ra mắt của anh có thể nói là rất tệ hại. Nhưng dù cho thế, Santiago vẫn có được cơ hội trải qua huấn luyện thử. Anh ấy không biết rằng, người tuyển chọn này đã rũ bỏ hết lòng tự trọng mà cầu xin cho anh ở lại. Santiago đá xông xáo nhất đội dự bị Newcastle United. Một mình anh lách qua nhiều người. Kỹ năng thiên bẩm giúp Santiago vượt qua tất cả. Nhưng huấn luyện viên lại cực kỳ thất vọng, bởi vì anh ấy dù có tài năng nhưng lại không hiểu tinh thần đồng đội. Không lâu sau, Santiago có được cơ hội ra sân. Không ai biết anh ấy đang giấu một bí mật khổng lồ. Anh ấy không nói cho ai biết chuyện mình bị mắc hen suyễn. Đây là điểm yếu chí mạng của anh ấy. Trước khi ra sân, anh lén lút lấy một lọ thuốc trong túi ra. Nhưng đột nhiên, đồng đội rõ ràng là cố tình. Bây giờ anh ấy tuyệt vọng rồi. Trận ra sân đầu tiên của thiên tài bóng đá này, tất cả mọi người đều đang chờ đợi anh ấy bùng nổ. Nhưng trên sân cỏ, ngay cả việc chạy cũng khiến anh ấy mệt mỏi. Toàn thân đều cực kỳ yếu ớt, hoàn toàn không có chút tinh thần nào. Huấn luyện viên rất thất vọng, kêu thay người. Sự nghiệp mới chấm nở của Santiago kết thúc tại đây. Vì theo đuổi giấc mơ mà anh ấy đã đến tận đây, bây giờ nên tỉnh khỏi giấc mộng rồi. Santiago chán trường, quyết định rời đi. Nhưng bất ngờ, anh lại gặp ngôi sao hàng đầu của đội bóng là Gavin. Nhờ sự thuyết phục của Gavin, huấn luyện viên quyết định cho Santiago thêm một cơ hội nữa. Trở lại sân bóng, thiên tài bóng đá này cuối cùng đã bùng nổ. Anh ấy xoay compa, dắt bóng qua người, tung một cú vô lê. Anh ấy đá bóng bằng cả trí tuệ của mình. Fan đến xem Santiago thi đấu ngày càng nhiều, anh ấy cũng trở thành cầu thủ nòng cốt của đội dự bị. Mặc dù tin vui là có chỗ đứng ở đội dự bị, nhưng việc Santiago trốn đi đến bây giờ vẫn chưa được bố tha thứ. Anh ấy rất lạc lõng, anh hy vọng được bố thừa nhận biết bao. Không lâu sau, Santiago được lên đội 1, sân vận động Craven Cottage, Newcastle United đấu với Fulham. Trận đấu này cực kỳ quan trọng. Nếu thắng hai trận này, Newcastle sẽ có đủ tư cách tham dự UEFA Champions League mùa sau. Vô số fan bóng đá đều đang căng thẳng quan sát. Trận đấu bắt đầu, Newcastle tấn công dũng mãnh nhưng vẫn chậm chạp không thể ghi bàn. Những phút cuối, huấn luyện viên thay Santiago vào sân. Hành động liều lĩnh này khiến khán giả phẫn nộ. Chẳng ai biết cầu thủ này là ai. Ông bố vô tình đi vào quán bar, không thể tin vào mắt mình. Đó là con trai tôi. Ông không thể ngờ được, con trai mình thật sự đang xuất hiện ở giải đấu bóng đá cao nhất. Số áo 26 mang tên Santiago lần đầu tiên xuất hiện tại sân bóng ngoại hạng Anh. Tốc độ của anh ấy thật đáng kinh ngạc. Không thể ngăn cản, một mình dẫn bóng lao về phía trước, không ai chặn được anh ấy. Lúc này, chàng trai không tên tuổi trở thành tiêu điểm của cả trận đấu. Đội bạn phạm lỗi với Santiago, một quả penalty được đưa ra. Người sút phạt đền là ngôi sao của đội, Gavin. Một cú sút nhẹ nhàng đã khiến quả bóng bay vào lưới. Giây phút này, cả sân như bùng nổ. Ông bố cũng vui sướng mà hò hét. Chàng trai vô danh không ai biết tới đã trở thành ngôi sao của trận đấu. Santiago cho rằng mình sẽ được huấn luyện viên khen ngợi, nhưng không ngờ ông ấy lại trách mắng anh. Cậu không chuyền bóng, chỉ muốn đá một mình.
Danh tiếng của anh ấy dần vang xa, anh ấy gặp được thần tượng của mình. Nhưng Santiago cũng rất dễ bị sa ngã, đánh mất bản thân. Mãi đến một ngày, anh nhận được điện thoại của bà nội. Bà nói rằng bố của Santiago mất rồi. Anh khóc không thành tiếng, đau đớn vô cùng. Cái chết của bố như thức tỉnh Santiago. Anh phải thay đổi số mệnh, đạt được vinh quang, trở thành niềm tự hào của bố. Trận đấu cuối cùng, đối thủ là Liverpool rất mạnh. Không ai ngờ rằng trận đấu này sẽ được anh chàng vô danh tạo nên lịch sử. Newcastle đấu với Liverpool, đây là trận đấu vạn người mong chờ. Đội chiến thắng sẽ được vào UEFA Champions League. Để có được cơ hội này, hai đội áp dụng lối đá máu lửa, chiến đấu đến cùng. Tất cả đều dốc hết sức lực, vô số người hâm mộ đang theo dõi trận đấu. Bà nội của Santiago cũng căng thẳng ngồi trước màn hình. Nhờ sự phối hợp hoàn hảo, Newcastle phá lưới đối phương. Fan của những chú chích chòe sôi sục hẳn lên, nhưng không lâu sau, lưới của Newcastle cũng rung lên. Liverpool gỡ hòa thành công. Khí thế của Liverpool đang lên rất cao. Chỉ vài phút sau, mảnh lưới của Newcastle lại thủng lần nữa. Các fan đều tỏ ra chán chường, trái tim họ như tan nát. Thành viên của đội cũng mất đi ý chí chiến đấu. Hiệp 2 bắt đầu. Liverpool nhập cuộc và làm chủ trận đấu. Một cú sút bóng diễn ra, khung thành của Newcastle suýt chút nữa đã rung lên. Thời gian chỉ còn lại vài phút, tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Nhìn những khán giả đang ngồi xem, Santiago như bùng cháy ý chí. Mặc kệ tất cả, anh bắt đầu làm phép với trái bóng. Một mình vượt qua vô số người. Không ai có thể ngăn anh lại. Ngôi sao của đội giơ tay xin bóng. Huấn luyện viên ngồi trên đang rất căng thẳng. Santiago làm một cú Rabona fake. Đột nhiên, tỷ số được san bằng. Giây phút đó các fan đã nhìn thấy hy vọng. Santiago đã vực dậy tinh thần của đồng đội. Anh đã trở thành anh hùng của đội. Ý chí chiến đấu tăng lên. Newcastle bắt đầu toàn lực phản công. 3 phút cuối cùng, mọi người đều cảm thấy hết cơ hội rồi. Nhưng Santiago vẫn không hề bỏ cuộc, liên tục phá những hàng rào bảo vệ của đội bạn. Anh ấy chuyền bóng cho Gavin. Bỗng nhiên, Newcastle lại có được một cơ hội đá phạt. Nhưng lúc này, Gavin lại giao quả bóng đó cho Santiago. Toàn bộ hy vọng đều đặt lên vai anh. Cầm sợi dây chuyền của bà nội lên, trong mắt Santiago tràn đầy quyết tâm. Các khán giả đang căng thẳng không dám nhìn. Cả thành phố gần như nín thở. Bỗng nhiên, Santiago di chuyển. Giây phút này không chỉ Newcastle và fan của đội bóng mà cả thế giới đều đang sôi sục. Không ai ngờ một cậu bé nghèo năm xưa đã viết lại lịch sử của Newcastle United. Cái tên Santiago trở thành anh hùng của cả thành phố. Đây là người mới trẻ tuổi nhất của Newcastle. Cậu ấy đã thực hiện ước mơ của mình. Con người mạnh mẽ nhờ những ước mơ. Cả cuộc đời có thể mất đi tất cả, duy chỉ có ước mơ là không. Có ước mơ thì mới có sự phấn đấu và thành công. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nhớ nhấn like và đăng ký cho chúng mình để theo dõi những video hấp dẫn hơn nha!